thử cái máy Liban 13 nữa anh em. Hãy hỏi để biết. Yên tâm cứ hai chục đến đây. Đã tính giỏi mà đường xe này quá. Mấy giờ rồi? Có đem chứng minh theo không? Có cũng hên anh em. Chụp gửi công ty về tới nó ái là chỉ có em có thôi, độc quyền của hàng. Còn là chỗ thứ hai. Nếu mà chỉ chạy cô đai thôi nha. À, chỗ em đi gần gần anh không có đem theo cái bóp luôn. Nếu là chạy cô đai thôi nha. Chạy cô đai. Chạy bao lâu rồi mới được đu? Không có chừng 2 tiếng hồ được rồi. Ông kia hôm bữa dưới hồng mày nổ máy thử rồi. Ông kia ông qua đó. Nghe không? Cái gác cái kẻ mà ta. Này là chấm chạng nha. Về lột nha. Gác là chỉ có đai thôi nha. Đai. Đổ nhớt vô đừng lấy lấy nhớt ra. Đây, giật đi anh. Đè tay giật đi. Đè tay, đè tay nha. À. Đè tay. Lên gan tí, lên gan. Nó có dạng lát nó nhẹ lắm. Cái dạng lát nó có 900 ngàn nha. Dạng lát của nó luôn. Nếu chắc chắn có. Gô đai chạy lớn lớn chút nha, chạy như cái này nè, đừng chạy nhỏ quá. Gô đai nó cũng chạy lớn, thử gánh đi. Tại vì nó chưa có dạng lát. Đi thôi bà con. Cái áo thì băng. Nó khỏi giữa. Thôi nó thấy mát vậy đó.
Cái này phá xăng, mở xăng biết phải không? Dạ. À, mở nhớt ra đi. Mở nhớt ra thử coi. Nó vừa bằng mặt nha anh. Bằng mặt chưa? Này nãy cho không đụng lít. Nó phải nghiêng qua cho nó bằng mặt kia nè. Tới mặt vậy đó. Tới mặt này luôn phải không? Đúng rồi, đừng chó chàng được rồi, anh để ngay đừng chó chàng là được. Lít ra, tại nãy em chăm chưa đừng lít. Dậy qua đây đổ bỏ nha anh. Mấy này thấy xài bốn lâu năm không thấm á. Mấy thằng chơi mà đi chích cả. À, thấy là phải chạy. Đúng rồi, đúng rồi, phải thôi. Phải xong phải chết. Cút xéo cái trường gớt này, cái này nó có cái lau quét đây luôn nè. À, nó ghê này cứng lắm. Rồi ok, vô thùng làm chụp hình bảo hành cho anh nha. Rồi.